Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tù nhân Nguyễn Đoàn Quang Viên kêu cứu vì suy kiệt sức khỏe ở trại giam. Theo thông tin mới nhất từ AFP ngày 27 tháng 7, tù nhân chính trị Nguyễn Đoàn Quang Viên, người đang thụ án tù 14 năm tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, kêu cứu vì nhiễm bệnh nặng có thể dẫn đến tử vong. Và đây là hình AFP đưa tin. Theo đó, ông Viên bị bắt giam vào giữa tháng 10 năm 2021 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Vì có tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đến tháng Giêng năm 2023, ông bị Tòa án tỉnh Lâm Đồng kết án 14 năm tù giam và 5 năm quản chế. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Đào, cho biết chồng mình đã nhiễm bệnh lao phổi một năm trước khi bị bắt. Tuy nhiên, bệnh trầm trọng hơn trong thời gian gần đây. Bà nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 27 tháng 7. Lúc anh ở nhà, anh Viên bị lao phổi, ho và ói ra máu. Anh ấy đang điều trị ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Lúc đó tình hình sức khỏe cũng lạc quan lắm, giống như mới khỏe thôi. Nhưng mà khi anh đi lên trên đó, bị trong phòng lạnh, với lại cái phổi của anh nó yếu, mà không biết có cái gì xảy ra hay không, nhưng thấy anh bây giờ nói chuyện rất là yếu. Ông Viên, người làm bảo vệ và xe ôm công nghệ trước khi bị bắt, và vợ có hai con nhỏ dưới 5 tuổi. RFA cho biết thêm rằng do kinh tế khó khăn nên vợ ông không có điều kiện lên trại giam thăm ông. Do vậy, hai vợ chồng chỉ có thể liên lạc bằng thư và 10 phút điện thoại mỗi tháng. Bà Đào cũng nói rằng thỉnh thoảng mới có tiền để gửi thức ăn cho ông theo đường bưu điện. Bà Đào nói, gần đây ông gọi điện cho bà và cho biết sức khỏe rất yếu vì không được chữa trị bệnh lao phổi. Anh chỉ nói là bây giờ tình hình sức khỏe của anh yếu lắm và không có nói thêm bệnh gì hết. Anh nói là anh làm cái đơn kiến nghị lên là để anh được tại ngoại để chữa bệnh, sau khi hết thì sẽ quay lại, nhưng mà chưa có được sự đồng ý. Anh viết thư về, anh nói, có lẽ lá thư cuối cùng, vì anh mệt mỏi lắm rồi, sức khỏe của anh yếu, và có thể anh không có sức khỏe để chịu đựng cho tới ngày anh về. Bà thuật lại với AFP về lá thư ông gửi cho vợ đề ngày 7 tháng 7. Hiện nay, ông đang bị giam riêng một phòng. Nhiều bạn tù có bệnh nặng bị giam gần đó đã viết đơn xin hoãn thi hành án để chữa trị bệnh, nhưng không được trại giam đồng ý, bà bổ sung. AFA nói rằng họ đã gọi điện nhiều lần cho trại giam Gia Trung để hỏi về sức khỏe anh Viên nhưng không có ai nghe máy. Và đây là hình ông Đào Minh Quân, người sáng lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bà Đào làm nghề thợ may và bán vé số để nuôi hai con nhỏ. Hiện ba mẹ con đang ở nhờ nhà một người quen ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà không biết gì về hoạt động của chồng và chỉ nghe nói đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời khi ông bị bắt. Không có ai từ tổ chức này liên lạc với gia đình sau khi ông bị bắt và gia đình không nhận được thăm hỏi hay trợ giúp từ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, bà chia sẻ. Bà mong muốn cộng đồng trong nước và quốc tế lên tiếng cho chồng mình để ông có thể tại ngoại chữa bệnh. Theo Điều 67 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 1 năm 2007 ngày 2 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự. Người bị xử phạt tù bị bệnh nặng có thể được hoãn chấp hành hình án phạt tù cho đến khi sức khỏe được hồi phục. Người bị xử phạt tù có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng, đồng thời sau khi bị xử phạt tù, không có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Không có căn cứ cho rằng họ bỏ trốn và thuộc trường hợp bị bệnh nặng, tức là bị bệnh đến mức không thể đi chấp hành án phạt tù được. Và nếu bắt đi chấp hành hình phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thì được hoãn chấp hành hình phạt tù. Ông Viên là một trong hàng chục người bị bắt và kết án vì liên quan đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở tại Hoa Kỳ trong nhiều năm gần đây. Cáo trạng từ chính quyền nói rằng ông Viên có các hành vi tuyên truyền lôi kéo người tham gia tổ chức này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin
tù nhân Nguyễn Đoàn Quang Viên kêu cứu vì suy kiệt sức khỏe ở trại giam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Phiên tòa dung dưỡng tội phạm cho tương lai. Theo báo VOA ngày 28 tháng 7, trong chuyên mục Thiên Hạ Luận của báo này có bài viết với chủ đề Công lý được khuyến mãi trong vụ án chuyến bay giải cứu. Theo đó, VOA tổng hợp các bình luận của công chúng về phiên tòa chuyến bay giải cứu, một phiên tòa mà nhiều người gọi là có 102, dung dưỡng tội phạm tương lai hay luật pháp đang bị bẩn cợt. Và đây là hình bài viết trên VOA. VOA dẫn lời của nhà giáo Chu Mộng Long bình luận về việc 71 cán bộ, giáo viên gửi tâm thư xin giảm nhẹ cho cựu phó chủ tịch Hà Nội. Ông Long nói rằng, nhận hối lộ tiền tỷ, viện kiểm sát chỉ đề nghị phạt từ 3 đến 4 năm tù mà còn đòi giảm án nữa, thì giảm bao nhiêu so với tội trộm vịt của anh nông dân nghèo khổ với bản án 30 năm tù. Ông Long nhấn mạnh, tôi, theo cách của nhà giáo Chu Văn An, đối lập với tâm thư trên, viết bài này như là trảm sớ, đề nghị tòa xử bị cáo chữ Xuân Dũng thật nặng. Làm nhà giáo mà để tâm hồn, nhân cách bẩn thỉu thì phải phạt nặng gấp 10 lần các bị cáo khác để làm gương cho những nhà giáo khác và đặc biệt làm gương cho con cháu. Ông Võ Đức Phúc thì bình luận về việc này rằng, cảm động thiệt, chỉ không hiểu tại sao các cán bộ, giáo viên này lại im lặng trong vụ cô giáo Lê Thị Dung ở Nghệ An, bị cáo buộc chiếm đoạt 45 triệu đồng, bị tòa cấp sơ thẩm phạt 5 năm tù, và cho dù cô giáo Dung một mực kêu oan, nhưng không thấy các cán bộ giáo viên thương xót viết tâm thư. Chẳng lẽ trước sự nghiệt ngã của số phận, chuyện một đồng nghiệp đối mặt với lao lý, các giáo viên này không có cảm xúc bằng một người từng là giám đốc sở giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, VOA nói rằng, nhìn một cách tổng quát, tâm thư vẫn chưa đáng bận tâm bằng quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, cơ quan đại diện nhà nước, nhân danh lợi ích công cộng để thực hiện quyền công tố. Tuấn Ngô, một luật sư chuyên về hình sự phân tích rằng, có 21 trên 54 bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự, với số tiền nhận hối lộ thấp nhất là 437 triệu đồng. Bị cáo Lý Tiến Hùng, cao nhất là 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên. Nhưng chỉ duy nhất 1 trên 21 bị cáo bị đề nghị hình phạt giống mức truy tố, còn 20 trên 21 bị cáo khác đều được giảm ít nhất là một khung hình phạt. Còn số tính toán cho thấy rõ, hành vi phạm tội bị truy tố là ở khung cao chót vót, nhưng khi đề nghị mức hình phạt thì thấp lẹ tẹ. Tại sao vậy? Tại sao mức án của các bị cáo lại được đề nghị giảm nhiều tới vậy? Và đây là hình chế giễu chuyến bay giải cứu. Trong vụ án, các bị cáo có khá nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên theo luật hình sự, Điều 54 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, nhiều người được giảm tới 1, 2 khung là điều dễ hiểu, nhưng có tới 8 trên 21 bị cáo được giảm 3 khung hình phạt thì quả là điều hiếm thấy. Tuấn Ngô cho rằng, dù bản án chính thức chưa được công bố, nhưng đa số đều thấy rõ bản án không đủ sức răn đe. Gần như chắc chắn 100% sẽ không có ai bị án tử hình, vì chỉ có một người bị đề nghị mức án đó và cũng đã khắc phục hậu quả. Trần Trung Đạo, một người Việt, tuy đã rời Việt Nam khoảng 5 thập niên, nhưng vẫn theo dõi các diễn biến tại Việt Nam, vừa bày tỏ suy nghĩ của ông về phiên xử những cá nhân lợi dụng hoạt động giải cứu để trục lợi. Các nhà sinh học rất khó tìm những con thú không có tình đồng loại, nhưng nếu muốn tìm những con người không có tình đồng bào thì rất dễ, chỉ cần đến Việt Nam theo dõi phiên tòa chuyến bay giải cứu. Người viết đã viết nhiều lần những hiện tượng bất nhân, độc ác đang thấy tại Việt Nam,
chỉ là quả chứ không phải là cây, và do nó hái vài trái hư, trái thối, hay thậm chí hái hết trái trên cây đi nữa, sang mùa khác chúng sẽ được sinh ra. Tội ác sẽ không bao giờ xóa được khi các nguyên nhân gây ra tội ác vẫn còn tồn tại. Vì vậy, dẫn lời cảnh báo của Nguyễn Hồng Lam, chia sẻ rằng, công lý buộc kẻ phạm tội phải trả giá, nhưng không chấp nhận mặc cả. Không làm như vậy, giảm án, xử dưới khung, giảm sâu mức án so với luật chỉ định, vì bị cáo đã nộp lại một phần nhỏ số tiền phạm tội, phiên tòa sẽ bị biến thành phiên đấu giá công lý. Luật pháp đang bị đùa giỡn, đó là cách dung dưỡng những mầm tội phạm khác của tương lai. Luật pháp đang tự giảm quyền năng răn đe và làm suy yếu tính chất, rời xa trách nhiệm ngăn ngừa tội phạm, bảo vệ công lý của mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phiên tòa dung dưỡng tội phạm cho tương lai. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.